Một nam ca sĩ V-Beat nổi đoá vì bị chê hát dở, mỉa mai, nhiều người hát hay quá trời sao không nổi tiếng. Chia sẻ của nam ca sĩ nổi tiếng V-Beat này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Tăng Phúc là một trong những nam ca sĩ quen mặt với khán giả yêu nhạc vài năm trở lại đây. Dù chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, song giọng hát của Tăng Phúc vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mới đây, trước những lời nhận xét của một bộ phận anti-fan, Tăng Phúc đã bất ngờ có những chia sẻ trên trang cá nhân. Cụ thể, Tăng Phúc không phủ nhận việc gần đây lịch trình dày đặc nên sức khỏe không đảm bảo. Phúc có biết một vài thành phần nói Phúc hát dở hay bị này kia, tuy nhiên với Phúc không phủ nhận là gần đây do lịch diễn dày quá nên sức khỏe không đảm bảo. Nhưng lúc Phúc cảm nhận Phúc hát tốt thì các bạn đó vẫn chê. Vậy nên đã có định kiến rồi thì làm gì cũng không vừa lòng các bạn, Tăng Phúc viết. Tăng Phúc cho biết anh hát cho khán giả của mình nghe, những người yêu thương anh vì nếu không yêu quý thì họ đã không bỏ tiền vé đi xem. Nếu mà nói như bạn thì tại sao show nào cũng đông khán giả đi xem. Phúc chưa bao giờ nhận giọng mình là giọng khủng hay gì cả, chỉ dám nhận hát dễ nghe, anh nghe được thấy hay thì ủng hộ. Mình cũng lắng nghe những lời nhận xét nhưng theo cách văn minh chứ không phải cách cục xúc, chỉ thượng tưởng mình là thượng đẳng như các bạn. Mỗi người sẽ có cách yêu thương khác nhau dành cho Phúc, có khán giả yêu quý tính cách, con người, có người thích cách Phúc hát, có người thích nhạc buồn buồn kiểu vậy. Cũng có nhiều người hát hay quá trời sao không nổi tiếng như bạn admin đó. Upkeep hát lên rồi người ta chê cái xóa, bạn cũng đi học hát mà phải không? Ngày đầu học lâu lắm rồi thì phải, Tăng Phúc chất vấn một bộ phận anti-fan. Trước những lời nhận xét hay phê phán, Tăng Phúc mong rằng mọi người hãy nhìn con đường mà anh đi, thay vì soi những điều chưa tốt. Muốn nhận xét hay phê phán một ai dễ lắm bạn à? Ai nói chả được, nhưng nhìn con đường người ta đi đi, mình mãi theo sau để nhìn và soi mói những cái chưa tốt của người ta. Rồi khi người ta tốt hơn thì mình vẫn ở đó. Chúc bạn sớm thành ca sĩ như bạn mong muốn, Tăng Phúc đáp trả. Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Tăng Phúc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Hiện những chia sẻ của nam ca sĩ vẫn là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.